nơi tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ. Bệnh viện thẩm mỹ Ngọc Phú chắp cánh cho ước mơ của bạn bay xa. Bệnh viện thẩm mỹ Ngọc Phú, nơi mang lại niềm tin và vẻ đẹp hoàn mỹ. Bảo Ngọc xin kính chào quý vị khán giả. Chúc quý vị một ngày vui vẻ với những giây phút thật là thư giãn cùng Phụ Nữ Phải Đẹp. Những thông tin và giải pháp giúp chị em chúng ta xinh tươi hơn từng ngày sẽ được chia sẻ đầy đủ trong chương trình. Đến với Phụ Nữ Phải Đẹp để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất, hiện đại nhất, đồng thời lưu giữ cho mình một cẩm nang chăm sóc sắc đẹp tại nhà nữa. Và nếu như quý vị có bất cứ điều gì muốn chia sẻ thì đừng ngần ngại gì nhé. Hãy alo hoặc gửi thư về cho ban biên tập của chương trình. Tất cả mọi thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp từ các chuyên gia uy tín nhất. Và chương trình kỳ này, chúng tôi sẽ chia sẻ nỗi băn khoăn của các khán giả về cùng một vấn đề mà điều này đang rất phổ biến trong việc làm đẹp của các chị em. Trong những năm gần đây, làn sóng thẩm mỹ Hàn Quốc đã len lỏi một cách nhanh chóng và đang trở thành xu hướng thẩm mỹ chủ đạo của giới trẻ trong nước. Một trong số đó phải kể đến là công nghệ phun xăm thẩm mỹ. Đây được xem là một giải pháp khá hoàn hảo giúp chị em có được một đôi chân mày thanh tú, một đôi môi hồng, tươi tắn hay là một đôi mắt cuốn hút sắc sảo. Sở dĩ phun xăm thẩm mỹ công nghệ Hàn trở thành một trào lưu vì chúng mang lại nét đẹp rất tự nhiên và lưu giữ được một khoảng thời gian dài nhất định. Với những cô nàng yêu thích làm đẹp và nắm bắt xu thế, chắc chắn sẽ không thể ngó lơ điều này. Và tất nhiên, một đôi lông mày ngang với màu nâu nhạt trẻ trung hay là đường mí mắt mèo hoặc là một đôi môi xí muội sẽ được các nàng chọn lựa. Các kỹ thuật phun xăm cũng khá đa dạng, một số kỹ thuật được giới chuyên môn đánh giá cao và cũng được lòng phái đẹp nhiều nhất, có lẽ là phun mày tản bột, điêu khắc chân mày 3D, phun môi PRP, phun môi baby lip, phun môi collagen, phun mí mắt. Tất cả những kỹ thuật này đều được phải tuân thủ theo một quy trình nhất định nhằm để đảm bảo an toàn về sức khỏe và tạo được nét riêng phù hợp với từng chị em. Phải nói là công nghệ phun xăm thẩm mỹ bây giờ không chỉ đa dạng mà còn tối ưu hơn từng ngày. Bên cạnh ưu điểm mà loại hình này tạo ra thì cũng có không ít những rắc rối xung quanh. Và điều đó đôi khi là yếu tố khách quan, nhưng đáng tiếc là đa số những nguyên nhân lại từ sự chủ quan của các chị em. Và những điều này sẽ được giải bày ngay sau đây. Hãy cùng Bảo Ngọc đến với chuyên mục Alo Bác sĩ, tôi muốn đẹp để cùng lắng nghe quý vị nhé! Xin chào quý vị khán giả, hiện tại thì Bảo Ngọc đang có mặt tại một bệnh viện thẩm mỹ khá là nổi tiếng và rất là được lòng các chị em. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại một vị chuyên gia trong lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ. Xin giới thiệu đến quý vị, chuyên gia Thái Thanh Thiện. Xin chào Bảo Ngọc và xin chào quý vị khán giả. Anh Thiện ơi, trong thời gian qua thì Bảo Ngọc nhận được rất là nhiều lá thư gửi về cho chương trình, đặc biệt là sau khi đã phát sóng số về phun xăm thẩm mỹ an toàn và phun môi hiện đại thì lại càng có nhiều thư hơn. Trong số đó thì cũng có không ít những băn khoăn của các khán giả về các loại công nghệ này. Thì hôm nay anh Thiện giúp cho Bảo Ngọc trả lời hết tất cả những lá thư đây nha. Tưởng gì khó nhưng mà chuyện này thì anh luôn sẵn sàng. Dạ, em biết anh Thiện rất là tốt bụng với em mà. Dạ, đầu tiên thì Bảo Ngọc xin được phép chia sẻ lá thư của khán giả Nguyễn Anh Thư ở Trà Vinh. Thì chị có chia sẻ là tôi có tìm đến một cơ sở thẩm mỹ tại xã để phun chân mày, nhưng mà sau một tháng thì chân mày của tôi lại có màu xanh xanh trông rất là kỳ. Tôi rất là lo và không biết phải làm sao. Cũng gặp phải một tình trạng khác liên quan đến màu mực khi mà mình đã phun xăm rồi. Đó là lá thư của chị Huỳnh Thanh Thảo ở Vũng Tàu. Chị nói là mình đã điêu khắc chân mày hồi tháng 5 năm 2018, nhưng mà sau khi bong mài màu mực á, thì rất là nhạt và thưa. Và chị đã dặm lại mực vào tháng 6 vừa rồi, nhưng mà cái kết quả nó vẫn không như mong muốn. Thì anh có thể chia sẻ lý do là tại sao mà mình xăm xong mà cái màu mực của mình nó lại bị như vậy không? Mình sẽ giải thích về cái chân mày nó bị xanh trước. Khi mà thực hiện á, thì do cái bên cơ sở thẩm mỹ làm cái màu mực khoa nhiều cái màu đen nhiều quá, hoặc là cái màu mực nó không được chuẩn, nó dẫn đến cái tình trạng nó dễ bị xanh hoặc là dễ bị đỏ. Bởi vậy khi mà mình làm á, là mình phải lựa chọn một màu mực có chất lượng thì nó ra cái màu mực chuẩn cho mình nhiều hơn, để đảm bảo màu sắc nó sẽ đẹp hơn.
Còn đối với chân mày điêu khắc á, thì cũng phải tùy theo loại da. Mình sẽ chọn theo từng loại da mà mình có thể điêu khắc được. Thí dụ như là mình có thể chọn da khô hoặc là da nhờn nhẹ thì mình nên điêu khắc. Đối với những chân mày mà có lông nhiều, mình điêu khắc những cái sợi ít thôi. Còn với những chân mày mà do da mà da dầu nhiều quá đi thì mình không nên điêu khắc. Tại vì mà khi điêu khắc á, thì những cái sợi nó sẽ khó ăn mực hơn. Khi nó tróc cái nó lợt hoặc là có thể là không ăn màu. Vậy là một phần có thể là do là da của chị đó là da dầu cho nên điêu khắc nó không có ăn lắm đúng không ạ? Ồ, giờ thì em hiểu rồi. Như vậy là chúng ta đã biết được nguyên nhân vì sao rồi. Bây giờ thì cái cách khắc phục á, thì anh Thiện có thể chia sẻ được không? Thì đối với chân mày xanh á, thì mình có thể là xử lý cái màu mực màu xanh đi. Mình sẽ có hai cách xử lý màu mực. Một cái là mình đổi màu từ màu xanh sang màu nâu. Cái thứ hai là mình phải laser để cho nó bung tróc hết. Và một thời gian sau đó thì mình sẽ phun lại cái màu nâu thì nó sẽ đẹp hơn. Còn đối với chân mày điêu khắc á, thì do lý do là nó không ăn mực thì mình đừng nên điêu khắc nữa. Mà mình chuyển sang phun tản bột. Tại vì phun tản bột là mình phun rơi trên bề mặt da, nó sẽ ăn đều và cái mức độ dày mực và nhiều mực của nó sẽ ăn, đảm bảo cho cái chân mày của mình nó sẽ đẹp hơn. Hy vọng là chị Thư và chị Thảo cũng đang xem chương trình và có thể lắng nghe được sự tư vấn của chuyên gia Thái Thanh Thiện. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một lá thư nữa anh ha. Qua chia sẻ của chị Kim Tú ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thì chị cho biết là cũng đã phun xăm chân mày rồi, nhưng mà sau khi thực hiện thì cảm thấy không có hài lòng và nhận thấy dáng chân mày không hợp với gương mặt của mình. Và chị Tú muốn hỏi là có cách nào để sửa lại dáng chân mày này hay không? Bao lâu sau khi phun xăm á, thì chúng ta có thể chỉnh sửa hoặc là xóa được? Bởi vì chị Tú nghe nói là nếu mà chúng ta đã phun mày rồi thì khi mà xóa thì phun lại nó sẽ không ăn mực nữa. Không biết có đúng không anh? Đối với trường hợp của chị á, thì mình cũng có thể đổi thành một cái dáng chân mày khác. Nếu mà dáng chân mày nó cao hoặc thấp thì mình sẽ được chỉnh thêm một cái dáng theo chị thích. Còn những cái phần thừa đi, mình có thể laser. Khi mà mình laser những cái phần thừa đi á, thì nó sẽ làm cho cái phần mực nó bị thừa đi á, thế nó bong tróc và nó trở lại trạng thái da bình thường. Và còn những cái phần ở trong chân mày mà mình vẽ theo dáng định hình mà của chị thích á, thì mình đi cái màu mực lên để cho nó tiệp với lông mày và đi theo cái màu sắc nâu tự nhiên. Dạ, như vậy là mình phun lại thì nó vẫn ăn đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Nếu như vậy thì khi mà chúng ta đã làm laser rồi thì bao lâu sau thì chúng ta có thể phun xăm dập lại ạ? Đối với trường hợp mà sửa lại hoặc là laser á, thì mình phải có thời gian hồi phục của da. Tại da của mình khi mình làm tổn thương trên mặt da nhẹ rồi thì mình phải để cho da nó hồi phục hẳn đi. Thì ít nhất thì phải từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng là mình có thể làm lại được. Như vậy cũng không quá là lâu đúng không nè. Anh Thiện ơi, như vậy thì cái việc mà phun xăm chân mày nếu như không hài lòng chúng ta cũng đã có phương pháp để có thể khắc phục rồi. Nhưng đối với những chị em phụ nữ mà họ đã phun mí mắt cảm thấy cũng không hài lòng thì mình có thể chỉnh sửa và khắc phục được không anh? Đối với những kỹ thuật phun mí mắt á, thì mình có hai phần đuôi mắt thì tất nhiên là khi mình vẽ hoặc là mình phun xăm tất nhiên phải điều thì nó mới làm cho cặp mắt mình đẹp hơn. Nhiều khách hàng á, thì có phần xăm, phần mí mắt, phần đuôi mắt á, nó sẽ bị lệch đi. Một là đưa phần trên nhiều quá hoặc là đưa cái đuôi thấp quá làm cho hai cái mắt của mình nó không cân bằng với nhau. Khi đó là mình sẽ vẽ hai cái viền mắt lại cho nó đều. Rồi xong rồi á, là những cái phần thừa là mình laser nó đi hoặc là mình xóa mực màu da để cho nó đẹp hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một lá thư nữa anh ha. Chị Thanh Mai ở Bến Tre đã có chia sẻ là môi của tôi bị thâm và nhợt nhạt nên tôi quyết định đi phun môi. Nhưng màu môi đã chọn sau khi xăm lên lại không giống như mong muốn, lên không đúng màu. Lý do vì sao và tôi có thể tiếp tục thực hiện phun lại để đổi màu khác hay không? Đối với tình trạng của chị Mai á, thì do môi thâm mà chị Mai khi mà chị Mai phun ở cơ sở khác thì nó sẽ không lên màu. Đối với môi thâm á, thì trước khi làm á, thì mình phải qua cái xử lý màu môi thâm trước. Xử lý thật là kỹ để cho nó trở lại trạng thái là môi trắng đi. Rồi xong đó mình phải tiến hành, mình mới đi cái màu môi lên. Phải pha cái màu mực để cho nó đủ cái màu sáng cái môi khi mà đi lên cái màu môi thâm á, để nó hòa hợp với cái da môi á. Thì nó lên được cái màu, nó mới sáng được cái màu môi và theo cái màu yêu muốn của mình. Còn những cái trường hợp mà chị đã làm rồi thì mình sẽ không xử lý liền được đâu. Tại vì da môi cũng như da chân mày, mình cần phải đổi hồi phục ít nhất là phải 2 tháng sau. Sau 2 tháng thì mình sẽ xử lý cái màu thâm của môi lại và tiến hành là mình xử lý thêm lại cái màu mực mà do chị đã có xăm rồi đó. Dính ở trên môi đó thì mới xử lý cái màu đó luôn. Rồi bắt đầu mình mới tiến hành là đi cái màu mực thì nó sẽ đi lên, nó sẽ làm cho hồng môi mình hơn.
Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta lúc đầu chúng ta thích màu hồng đi, nhưng mà sau đó thì mình không thích nữa, mình muốn đổi sang màu khác, thì lúc đó mình có thể làm được hay không anh? Được và chứ. Khoảng thời gian nào thì mình làm được? Đối với da thì cần phải để cho da nó hồi phục. Hồi phục, sau khi hồi phục thì mình có thể đổi màu khác tùy theo ý thích của mình. Trung bình thì khoảng thời gian 2 tháng trở lên là mình có thể đổi màu khác được rồi đó. Cũng giống như chân mày, khi mà phun môi thì cũng sẽ vẽ để tạo lại dáng môi cho đẹp và cân đối nhất. Nhưng mà sau khi đã thực hiện rồi, nếu như cảm thấy vẫn không hài lòng thì chúng ta có cách nào để thay đổi hay không anh? Thì hiện tại thì cái công nghệ mà hiện đại nhất là công nghệ laser đó. Nó có thể là xử lý làm cho cái bề mặt màu trên da mà mình không thích á, nó sẽ bung tróc và trở lại dạng da bình thường của mình. Thì thường á thì mình phun môi làm phải tựa theo cái viền môi thật của khách hàng, mình chỉ thay đổi một ít thôi. Khi mà mình làm á là mình không nên lấn sang cái phần da của mình. Mình chỉ đi hết đúng cái viền môi của khách hàng thôi. Khách hàng á mà muốn cho nó mộng môi hơn thì mình có thể ăn gian nhẹ thôi, nhưng mà không quá lấn sang cái phần da của mình. Tại vì á, khi mà lấn ra sang á thì cái làm cho cái màu môi ở trong cái phần môi của mình và cái màu ở trên cái phần da nó sẽ hai màu, nó sẽ lệch màu. Nó sẽ không đồng nhất với nhau. Thì dẫn đến thì cái kết quả nó sẽ không đẹp. Nhân đây thì Thiện xin có một vài chia sẻ đến các chị em phụ nữ. Thì trước tiên á, thì mình muốn làm trung tâm á về mắt môi chân mày á, thì mình nên chọn những cơ sở thẩm mỹ uy tín, có chất lượng, và để khi chị em đến á, thì sẽ được các chuyên gia nè tư vấn cho mình kỹ hơn, tránh những trường hợp mà như chị em nãy giờ có gửi thư về á, thì có những cái lỗi về phun xăm thì mình hạn chế về những cái lỗi đó, để khi mà chị em làm một lần một thì có thể đẹp qua chương trình. Thì cũng chúc các chị em phụ nữ luôn đẹp và vui tươi trong cuộc sống. Xin cảm ơn rất là nhiều, và hy vọng rằng với những chia sẻ rất là thiết thực và tận tâm của chuyên gia Thái Thanh Thiện vừa rồi thì quý vị cũng sẽ có thể yên tâm và lựa chọn cho mình những địa chỉ uy tín để có thể làm đẹp cho bản thân mình. Cảm ơn anh và chúc anh sẽ luôn vui vẻ và có thật là nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé. Quý vị thân mến, trong chuyên mục 360 độ phụ nữ, bí quyết cuộc sống và làm đẹp ngày hôm nay, Bảo Ngọc sẽ điểm lại một số vấn đề mà phái đẹp cần phải lưu ý trước và sau khi thực hiện phun xăm thẩm mỹ. Điều này rất quan trọng và cần thiết đó nha, bởi nó quyết định việc chúng ta có được một kết quả phun xăm hoàn hảo hay là không. Đầu tiên là những lưu ý trước khi quyết định thực hiện phun xăm. Thứ nhất, chọn cho mình cơ sở thẩm mỹ uy tín, đảm bảo về chất lượng. Thứ hai, tìm hiểu qua về các loại phun xăm, nguồn gốc và màu mực xăm đang được ưa chuộng. Thứ ba, lắng nghe sự tư vấn từ những chuyên viên có kinh nghiệm và tay nghề cao để giúp bạn có được những quyết định đúng đắn nhất. Tiếp theo là những điều cần lưu ý sau khi phun xăm. Thứ nhất, nên kiêng cử những loại thức ăn, thức uống có khả năng gây sưng tấy, ngứa ở vùng xăm như đồ nếp, thịt bò, hải sản, trứng gà, rượu bia. Thứ hai, chăm sóc vệ sinh vùng da xăm thật cẩn thận, tránh tiếp xúc với bụi bẩn, ánh nắng, nước hoặc hóa mỹ phẩm. Thứ ba, nếu có hiện tượng đau, sưng, đỏ và ngứa mắt, cần phải liên hệ ngay với bác sĩ để được hướng dẫn và xử lý. Thứ tư, uống thật nhiều nước, ăn các loại trái cây và rau xanh, giúp màu mực xăm lên màu đẹp hơn và đặc biệt là đối với các bạn phun xăm môi. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Phụ Nữ Phải Đẹp, phát sóng vào lúc 19 giờ thứ tư hàng tuần trên UTV. Bảo Ngọc xin chào và hẹn gặp lại. Nơi tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ, Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú chắp cánh cho ước mơ của bạn bay xa. Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú, nơi mang lại niềm tin và vẻ đẹp hoàn mỹ.